Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sửa cái máy giặt Bosch tại nhà khách. Thì khách có nói là cứ giặt thì bị nước chảy ở dưới sàn lênh láng, rất là bẩn. Cứ giặt xong là phải đi lau sàn nhà vì cái xà phòng nó ra rất là hôi và trơn. Bây giờ mình sẽ bật để cho nó cấp nước và chạy thử, tháo lóc và tháo tấm hậu để soi đèn dưới gầm xem là cái nước chảy bắt đầu từ đâu để có cái hướng xử lý cho nó thích hợp. Đó, nó đủ nước thì máy đã bắt đầu chạy. Quá trình giặt ấy thì cái lồng nó quay lên là nước sẽ bắn té lên cái chỗ kính. Và cả cái đồ giặt lúc này nó ướt, nó chạm vào kính. Thì nước nó sẽ dốc theo cái kính và chảy về lại chỗ cái răng cửa. Thì thông thường thì chỗ răng cửa sẽ có một cái lỗ để nó chảy cái nước đọng ở răng trở lại thùng giặt. Để khi mở cửa ra thì nước không bị chảy ra ngoài. Mới chạy được có mấy vòng thôi mà nước đã ra sàn cũng khá là nhiều. Vậy mà nếu mà chúng ta mà chờ cho hết một bẻ giặt thì nước ở sàn cũng rất là nhiều, trơn và nước xà phòng nó sẽ bẩn. Mình mở cái lắp đường thoát này ra nhưng mà không phải do răng hở ở đó. Và cả góc bên trái này cũng có nước nữa. Thì sau một hồi chạy thử vì kiểm tra thì mình phát hiện ra ở cái răng này là nó có cái lỗ thủng. Đây là hai điểm bị thủng nhé. Thì vậy nước đọng nó sẽ chảy theo lối đấy nó xuống. Vâng, sợ cái răng này nó khó kiếm ấy, bởi vì mỗi mình nhà mình cái máy bốt này dùng rất ít. Sau khi vành hoàn ra như này thì thấy rằng có một cái miếng vá là chủ nhà đã vá từ trước. Nhưng mà bây giờ nó đã bong và cộng thêm là nó rách thêm một điểm nữa ở trên cao. Bây giờ chúng ta cần vệ sinh cái chỗ thủng cho khô để tiến hành xử lý lại. Và đây là cái chỗ mà có cái ba cái lỗ để nó thoát cái nước đọng ở cửa răng trở lại thùng giặt. Lỗ này các bạn nhìn thấy là mình sẽ không thể quay cái răng ngược lên. Nếu mà quay ngược lên trên thì nước nó sẽ không thoát được và đọng ở chỗ răng nữa. Chính vì nó có ba cái lỗ thoát cái nước đọng đấy nên là chúng ta không thể chọn cái phương án là đảo ngược cái răng quay lên phía trên nhá. Và bắt buộc chúng ta sẽ phải xử lý bằng cách dán vá như nào đó để cho nó được bền và nó không chảy nước ra nữa. Vì cái model mà cái những cái máy này ấy, là rất ít người dùng nên là kiếm được đồ thay thế rất là khó khăn. Mình sẽ đánh giấy ráp cho sạch những điểm này, mục đích là mình muốn là sẽ dán cả trong cả ngoài cho nó chắc. Các bạn quan sát kỹ thì sẽ có thêm một cái lỗ mới nữa này. Đấy, đây là cái lỗ vết rách mới. Có thể là do chìa khóa nhé, hoặc các thứ kim loại trong quần áo ấy. Thì các bạn tìm mua cái loại mà đang quảng cáo có bán trên thị trường giờ là cái loại mà cái băng keo mà chống thấm ấy. Thì cái loại này mình thấy là cái keo của nó rất là chắc chắn. Chứ nếu mà vá như kiểu vá miếng vá xăm xe đạp ấy thì một thời gian nó bong như vừa rồi.
Mình nghĩ là cái miếng băng này sẽ ổn, bởi vì cái keo nó rất là dày và dẻo, đàn hồi theo cái cửa gioăng này, nó chịu được co giãn và keo thì rất là dính. Nó quảng cáo nó dán cả trong nước. Vâng, cái này dán trên các cái nó dính rất là chắc, nó dẻo, đâm ra là nó có thể chịu được cái độ nhún ở cái đây. Vì cái này khi mình chạy rung lắc này. Nghe thì có mà nghe không sợ rách tiếp. Mình thì muốn dán thêm một lượt nữa ở trong, nhưng mà do chủ nhà sợ cái keo nó vào quần áo nên là mình sẽ chỉ dán ở phía ngoài. Bây giờ mình sẽ lắp lại cái răng để chạy thử. Cái keo này thì rất là dính và nó như quảng cáo thì nó có thể đàn hồi và chịu được nhiệt ở trên mái nhà, những chỗ giáp lai, nên là mình nghĩ cái này sẽ rất là ổn cho ở đây. Dán vào thì thấy nó rất là dính luôn. Mấy lần trước là ông tự vá, là ông vá phía trong. Ừ. Thì ông chỉ sờ vào được đấy thôi. Ông, lần này ông lấy dây nhám còn sợ chảy keo ra quần áo thôi, tạm thời mình cứ dán thế này, xong rồi nếu mà cảm thấy không ổn thì mình sẽ cho lượt nữa trong. Cái keo này nó dán ống nước áp lực cơ mà. Nếu ở nhà mà các bạn gặp khó khăn khi mà gắn lại cái vào lò xo này thì bạn có thể mượn cái súng silicon và không cần uốn như mình, mà lấy dây thép buộc vào để có thể sử dụng tạm một lần thôi. Đây là mình dùng thường xuyên nên là mình chế nó hẳn như này để làm, và coi như là hoán cải cái súng này sang dạng là để mở lò xo. Với cái khóa gioăng cửa này ở nhà các bạn làm sẽ hơi khó nếu mà không sử dụng cái, vì cái này nó co giãn được, súng silicone này đàn hồi được tốt. Đây, thử lại. Chết rồi, sắp phải chờ rồi, tại vì đang có nước ở đấy mình không lạnh. Cái quận băng keo chống thấm này thì bây giờ bán khá sẵn trên thị trường. Đấy, các bạn thấy cái cho ngón tay vào nó dính luôn. Giờ đang cấp nước để cho nó chạy lại xem là còn chảy hay không. Thì nhìn thấy cái vết rách này thì khả năng cao là bệnh chỉ nằm ở một chỗ này thôi, chứ không phải là gãy gập ống gì ở phía bên trong. Các bạn quan sát thì có thể thấy nước nó sẽ chảy từ mép cửa vào, xong nó sẽ đọng răng. Nếu mà răng rách, răng thủng thì sẽ bị chảy ra ngoài. Những cái model máy đặc biệt thì để kiếm cái răng nó cũng rất là khó khăn.
Lúc nãy chỉ cần đảo vài vòng thôi thì đã thấy nước chảy rồi. Bây giờ thì không thấy gì thì khẳng định là mình đang xử lý đúng hướng, không còn phát sinh thêm cái điểm chảy nước nào khác. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip kế tiếp. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân nhé, để ủng hộ mình. Có thời gian đi làm thì mình sẽ tiếp tục quay lại chia sẻ cho mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip kế tiếp.